Con thấy chưa nó đẹp thấy. Bi. Ăn dưa gì vậy? Ăn dưa không em? Không có dưa hả? Ăn tẹ. Nó còn hai tẹ đâu đó rồi. Ăn hết rồi sắp nữa. Ăn cho má thử uống nước. Nó đem chanh lên này, đi quẩn cái chanh lên đây. Cho đường thẳng. Giao, giao, giao. Để cái chanh lỗi lên bát thử. Dạ, Ben, đi phải coi. Bỏ gì nữa mà cái gì vậy? Cái tê ghét lắm thôi chứ gì. Cảm ơn mẹ. Không bỏ được. 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 Anh ăn muốn tiếng không? Muốn ăn bà ha. Dạ nó bỏ mang đây này. Ăn thôi không thấy bỏ rồi. Lấy cái đồ đi vô cái ăn. Đừng lấy cái đó nha con. Để hai ba dán cái kiến á. Chịu về ngay ghen kia dán một con. Muốn không được nhà nhà cái bên đó ăn cơm á. Thôi. Cái chỗ về đồng xoài đó. Chỗ bữa con gì anh mua đó. Nhớ không? Mấy đồng xoay đó. Kêu ướt thắt của ba để ra đừng lấy nha. Hai ba dán cái kiến á. Mua gì không thấy rồi đó. Ăn đi mua hộp cho em nó con lên xe ngoài. Kiến thiêu lịch đó. Rồi ở nhịn nắng giả mà này mà không có cây cối ở cho không nổi. Ben đi ba ông Ben. Ben ơi. Đi với ba ông phải liệu ba kìa gọi nó lên. Đi đâu rủ đi đâu. Điều. Nhưng mệt miếng đi đi. Nó vô rủ đi. Sao tháng chờ là nó dược hết mà. Còn không xíu cái này cho mấy cái nào. Trời ơi cây thuốc người đắt cái này. Cái bự không mày. Cây này thì mới lắm. Mới lắm mới không. Muốn gì đâu nó đi. Vô từ đất như đây này. Cái cây mít mày xuống cái cây điều đó người bự không à. Cái điều thấy thằng Nhâm chưa hái chín mới chừng. Ôi mít cái gà chưa thấy mấy trái rồi. Mất con tao rừng rành. Chúng ta có cái điều. Mày là thẳng xuống á nha coi, xuống thẳng cái điều mà nó đi ra. Thế rừng rành cái mất ra con cái điều ra bữa lắm. Mình giấu hiu vô mát kìa. À biết vậy đem hai cái dây háo lại. Lấy cho ba. Lấy cho ba. Mình phải kéo một chiếc á. Để không? Hai gái trái lục ngàn, gái bụi cà bá. Cũng ngọt hai như vậy. À giấu như vậy. Nó lấy nó lại đây hết không? Nghĩ cho ba này phải gì vậy? Thấy nó lại lên ngắn. Hai cái đường răng nha, chỉ được mất cá chứ không chưa. Tắt đi nhức đầu quá. Tắt không? Tắt đi. Để bắt thôi. Để ra đi thằng nhé. Tắt này lấy giáo nè. Tắt này để âm chuẩn mà đó. Tắt giờ cũng biết tay con luôn á. Đừng có đụng kêu khác. Thank you.
Bên là tắt thằng Út thôi bên. Tắt rồi. Qua dạng bên này. Bye bye các bạn nha.